cái về thôi. Mấy anh cho em qua với. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của tôi. Hôm nay lại là một video clip mới. Trời giờ quá các bạn, bụi quá. Để xe, giữ xe từ sáng giờ, xe bụi kinh khủng luôn các bạn. Đồng hồ bây giờ hay luôn rồi. Ừ thì hôm nay lại là một video clip mới nha. Hôm nay thì mình đúng như lời nói hôm bữa, mình sẽ làm video nói về cái vấn đề là chạy quanh tay như thế nào. Chắc chắn là cái câu hỏi này á sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình. Mà các bạn, mình thấy các bạn cũng hay comment trên cái kênh của mình hỏi, nên là mình cũng quyết định là làm cái video này để nói với các bạn luôn. Lấy le gái các bạn. Thì mới đầu lên chạy xe con tay thì các bạn sẽ làm như thế nào, và khi nào thì cần bóp côn, khi nào không cần bóp côn. Với lại là mình đọc comment thì có một bạn á, chắc là bạn ấy cũng yêu xe của bạn đó lắm, nhưng mà bạn á giống kiểu là mới chơi nên các bạn vẫn còn hơi hoang mang và hơi lo lắng ha. Thì bạn có hỏi mình là xe bạn đó bị mới mua thì chạy ngọt lắm, nhưng mà sao mà sau 2000 cây thì bạn ấy cảm giác như là côn nó bị giãn ra rồi bạn ấy chạy không được bốc nữa. Thì cái đó mình nghĩ là nó cảm nhận, đó là cái gọi là cái cảm nhận của bạn đó thôi, chứ còn đương nhiên sau 2000 cây côn có giảm các bạn. Sau 2000 cây thì chắc chắn là côn nó sẽ có giảm, nhưng mà nó không có thể nào mà giảm nhiều đến mức mà các bạn cảm nhận là cái xe nó ì đi đâu, trừ khi bạn nó chạy rê côn quá nhiều ha. Chứ còn xe mình 4000 cây mình chạy rất ít bóp côn thì xe cái côn nó sẽ ít giảm. Có giảm các bạn, đồng ý là những km đầu côn giảm rất là nhanh. Tại vì sao nó giảm nhanh? Không phải là lá bố lá sắt nó yếu đâu các bạn, nó dỗm đâu các bạn, mà là nó giảm là do cái xe của các bạn á, cái dây côn đó các bạn, nó bị giảm ra. Cái dây nào mới thì nó chả cứng, mà xong các bạn bóp nhiều thì nó giảm ra. Với lại là một phần là do các bạn mới chạy, các bạn chưa quen nó thì nó bị giảm, do các bạn bóp côn nhiều, rê côn nhiều thì nó cũng bị mài mòn bớt đi. Và một phần là do dây côn nó giảm nên là cảm giác cái côn của các bạn nó không có được, nó không còn được cứng chắc như là hồi xưa nữa ha. Thì bạn đó có hỏi mình là có nên tăng côn hay không, thì mình cũng nói luôn với các bạn nè, cái vấn đề tăng côn trên xe á thì các bạn đừng nên tăng côn các bạn. Tại sao vậy? Tại vì á các bạn nên có lòng tin với hãng nó sản xuất ra cái xe đó đi. Tại vì nó đã sản xuất ra được cái xe, nó phải kiểm định rồi, và cái mức côn như vậy á là hợp lý rồi các bạn, chứ nó không có phải là cái mức côn nó quá nhão hay là nó quá căng đến mức mà các bạn không chạy được ha. Thì với những người mới chạy á, thì các bạn mình nghĩ là nên để côn bình thường mà chạy. Tại vì á, các bạn tăng côn nó chưa chắc các bạn đã tăng đúng đâu, mình nói thiệt. Các bạn tăng côn á thì thường thường nó toàn là tăng theo cảm tính không à. Ủa cái đường nó làm dữ vậy. Nên là cái việc mà có nên tăng côn hay không thì mình nghĩ là không nên ha. Với lại là các bạn tăng côn mà các bạn để ý là các bạn dừng chân chống đứng xe lên mà bóp côn, mấy khi nào mà cái bánh xe dừng quay á, làm như vậy á trên lý thuyết là nó đúng, nhưng mà làm lâu dài nó lại không đúng các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn làm như vậy là cái côn cực kỳ căng luôn, cực kỳ bắt luôn. À không phải bắt ha, phải là cực kỳ căng mới đúng. Mà các bạn làm căng như vậy á, các bạn bóp một phần là mỏi tay nè, hai là dễ cháy bố nè. Nên là
Nếu như các bạn mà trong trường hợp các bạn cần tăng côn thì các bạn chỉ cần để xe, để hai cái bánh xe tiếp xúc với đường nè, các bạn cắt hết côn, xe nó không có hiện tượng nó trườm lên là được ha, xe nó đứng im, nó không có hiện tượng là cái máy nó gành hay là cái xe nó hiện tượng nó đòi trườn lên á, là ok rồi các bạn, chứ không cần phải cái bánh xe đứng hẳn đâu ha. Đó là cái cách mà mình nói các bạn là việc tăng côn như thế nào ha. Còn cái việc mà tự ý tăng côn thì mình nghĩ là các bạn đừng nên làm. Cái xe của các bạn á, trước khi mà xuất xưởng ra bán cho người tiêu dùng á, thì người ta đã canh chỉnh toàn bộ rồi, ngay cả cái đèn xe các bạn, cái đèn xe đằng trước mình chỉ cho các bạn cách chỉnh cái đèn vậy đó. Nhưng mà mình chợt nhận ra trong cái tour mình đi xa về nhà thì mình mới nhận ra là nó hơi sai các bạn. Cái đèn xe đó mình chỉnh như vậy thì mình chạy thành phố nó sáng thiệt, nhưng mà mình chạy xa các bạn, tốc độ mà lên tầm 70 á thì các bạn bật pha lên nó không có đủ chiếu ra đằng xa, nên là nó khó nhìn hơn là các bạn để zin. Nhưng mà các bạn để zin thì cái đèn nó lại quá yếu, nó không đủ để sáng chiếu gần luôn. Nên là cái đèn xe nó hơi bị bóp tim đồng đội một xíu. Thì đó là cái vấn đề về cái đèn xe thôi. Thì cái đèn xe á, mình nghĩ các bạn nên chỉnh, nhưng mà đi xa thì các bạn nên gắn chợ sáng ha. Còn đèn thì không có được tốt lắm đâu. Nè, giống kiểu bây giờ nè, khi nào mà kẹt xe thì mình bóp côn thôi nè các bạn. Còn đó, hết kẹt là mình nhả ngay ha. Đó, mình chỉ lên số xuống số thì mình xài côn thôi. Chứ còn mình không có cái thói quen là xe chạy rồi mà vẫn bóp côn thôi các bạn. À, trước khi về nhà thì mình cũng thấy có một số bạn á, comment hỏi cái việc là xe bị hú số 4. Xe bị hú số 4. Rất nhiều người nhắn tin, rất nhiều người comment trong các video của mình đang hỏi là xe mình bị hú số 4 làm sao. Mình không biết là cái hú số 4 của các bạn nói là cái gì nữa, nhưng mà hay là có thể xe mình bị hú nhưng mình không biết ta. Chứ mình thấy nè, số 4 mình đang chạy nè các bạn. Các bạn nói hú, mình không biết là đang lên ga nó hú hay là các bạn thòng ga lại nó bị hú nữa ha. Thì mình chưa nghe được cái hú đó nên mình cũng không biết cái vấn đề đó là như thế nào. Nhưng mà mình đoán là nó do, có thể thôi, một là cái mâm lửa các bạn có vấn đề, nó hú tất cả các số luôn chứ không phải hú số 4. Nhưng mà nó nghe rõ nhất ở số 4. Tại vì khi ở cái số 4 các bạn chạy tốc độ không quá nhanh mà cũng không quá chậm, để các bạn đủ nghe. Còn cái đó là cái hiện tượng, một là do mâm lửa, hai là do các bạn chạy xe côn sai cách, làm cái lá bố của nó có vấn đề rồi, cái bộ nồi xe các bạn có vấn đề rồi thì nó sẽ hú, nó cũng sẽ có hú, nhưng mà cái tiếng hú thì nó không đáng kể đâu các bạn. Và còn cái thứ ba là lỗi của nhà sản xuất, nhưng mà mình nghĩ chắc không phải lỗi đâu. Tại vì cái lỗi gì mà sao mình thấy chiếc xe nó sản xuất ra thì cái xác suất bị lỗi nó chắc chỉ có đâu đó một vài chiếc thôi, chứ làm sao mà mình thấy nhiều bạn comment lắm, nên là mình nghĩ là nó không phải lỗi đâu, mà mình nghĩ nó là đồng loạt. Thì đồng loạt thì lại là bị sao, thì nếu như các bạn mà có quan tâm, có chơi xe nhiều thì các bạn sẽ biết là cái chiếc Future 125 của nhà Honda có hiện tượng hú số nha các bạn. Đó là xe côn tự động, nó vẫn có hiện tượng bị hú số, số vẫn bị hú. Thì có thể là do chiếc Winner X này nó cũng nằm đâu đó trong một trong những trường hợp là chiếc xe Future thì sao, nó vẫn bị hú. Thì chiếc Future nó hay bị hú số 3, còn Winner X thì nghe mấy bạn nói là hú số 4 nhưng mình chưa nghe nữa. Thì chiếc Future nó hú là do cái lực máy xe các bạn, nó hú là nó gần lại, để nó gần nó lôi cái xe lại thì nó bị hú. Thì mình nghĩ các bạn nói về cái hú này á, thì nó cũng là do cái lực máy thôi ha. Thì nếu như các bạn nào mà coi video của mình á, thì các bạn có thể comment rõ hơn về cái hú là khi các bạn tăng ga hay là khi các bạn giảm ga ha, để mình
biết, rồi mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân mình nói với các bạn ha. Ok, mình đến chỗ ở rồi, thì chắc là video mình kết thúc tại đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình một like, từ để mình qua barrier đã các bạn. Ok, nếu như các bạn thấy hay cho mình một like, nhấn nút đăng ký kênh ở bên dưới để theo dõi các motor vlog tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt các bạn, bye bye. Bye bye.